điều kỳ lạ trong lễ cúng Phi Nhung ở Mỹ. Đã hơn một tuần kể từ ngày Phi Nhung qua đời, con gái ở Mỹ vô cùng trông ngóng được đón mẹ về để gặp nhau lần cuối. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh ở Việt Nam vẫn còn phức tạp, nên mọi thủ tục để đưa cố ca sĩ về Mỹ gặp khó khăn hơn bình thường. Nhưng ai nấy cũng tin chắc rằng giọng ca bông điên điển luôn ở cạnh con gái Wendy. Cho đến mới đây, người bạn thân thiết của cô ca sĩ là chuyên gia trang điểm Nhật Bình bất ngờ chia sẻ về những điều kỳ lạ trong lễ cúng Phi Nhung ở Mỹ khiến nhiều người không khỏi chú ý. Anh nghẹn ngào viết: mẹ Nhung đang ở cạnh con gái Wendy Phạm và cả nhà mình rồi nè, linh thiêng lắm, thương. Trong đoạn video ngắn Nhật Bình đăng tải, trên mâm cơm cúng của Phi Nhung, chiếc thìa đang được đặt dựa vào chiếc bát nhưng bỗng chân rơi xuống mà không có sự tác động của ai. Bên cạnh đó, một chú bướm nhỏ cũng xuất hiện trong khu vực bàn thờ như báo hiệu nữ ca sĩ đã về bên con gái. Chứng kiến khoảnh khắc kỳ lạ này, cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng. Trong dân gian, người ta cho rằng người cõi âm thường vô hình thể nên họ mượn phần xác của bướm để bay về dân gian hưởng hương hỏa. Vì lẽ đó mà nhiều người tin rằng Phi Nhung đã về với con gái của mình. Dân mạng để lại bình luận: mọi người nhìn kỹ trong video thấy cái muỗng văng ra ngoài luôn kìa, chị linh thiêng quá. Cô đã xong việc bên đây, giờ cô đã về với chị Wendy. Mẹ về với chị Wendy và gia đình rồi, chị hãy thật hạnh phúc và tự hào chị nhé, thương chị lắm. Chị đã thành con bướm xinh đẹp để về thăm Wendy, nhưng còn thể xác của chị vẫn chưa được về, thương chị quá. Phi Nhung linh thiêng lắm, chị về với gia đình đấy, báo hiệu chị ấy về. Không biết con gái sẽ chờ đến bao lâu nữa mới được gặp mẹ, nhưng chắc chắn việc hương và gia đình của cố ca sĩ ở Việt Nam sẽ lo chu toàn để thi hài của Phi Nhung sớm về bên Wendy Phạm. Để dòng ca bông điên điển nằm lạnh lẽo và lâu như vậy, thật sự rất xót nhưng chẳng còn cách nào khác hơn nữa.